Ngày 13 tháng 7, Thánh Clelia Barbieri, sinh năm 1847, mất năm 1870. Thánh Clelia Barbieri, sinh ngày 13 tháng 2 năm 1847 tại San Giovanni Bersesito, nước Ý. Cha mẹ Clelia vì quá nghèo nên không thể lo liệu cho cô học hành thành đạt. Suốt cuộc đời ngắn ngủi, Clelia đã giúp ích mọi người bằng đời sống đạo hạnh sốt sắng của mình. Năm 21 tuổi, Clelia đã cùng ba thiếu nữ khác có bẩm tính đạo đức tham gia các công tác từ thiện. Sau khi kiếm được một ngôi nhà nhỏ bên cạnh nhà thờ Le Bourrier, các chị em bắt đầu sống nếp sống cộng đoàn. Tuy nhiên, cho đến khi chị Clelia qua đời, cộng đoàn của chị vẫn chưa được công nhận tư cách pháp nhân như các dòng tu khác. Các chị dấn thân dạy giáo lý, may giá, giúp đỡ người bệnh tật tại các bệnh viện, dạy học tại các trường tiểu học cho người nghèo và thực hiện nhiều hình thức từ thiện trợ giúp cho những ai cần thiết. Chị Clelia qua đời ngày 13 tháng 7 năm 1870 tại Bologna, nước Ý, vì bệnh lao phổi. Nhiều năm sau, khi chị Clelia qua đời, cộng đoàn bé nhỏ nhưng sốt sắng, nhiệt thành này đã phát triển thành một dòng tu dưới sự bảo trợ của thánh nữ Francesco Paola và lấy tên là Dòng Tiểu Muội Đức Mẹ Đau Thương. Cộng đoàn phát triển rất nhanh, hiện nay có đến 35 cơ sở trên khắp nước Ý và tự hào nhận thánh Clelia Barbieri là đấng sáng lập. Suốt thời gian hơn 100 năm qua, trong những trụ sở của dòng, người ta vẫn thường nghe được thâm anh của thánh Clelia từ trời cao, đặc biệt là tại tu viện Le Bourdia. Người ta vẫn nghe được tiếng của chị Clelia cùng với các nữ tu hát thánh ca, đọc sách thiêng liêng trong các buổi hội họp. Trong lúc linh mục dâng lễ hay giảng thuyết, người ta cũng nghe thấy tiếng lạ từ trời ấy. Ngay cả trong nhà thờ các giáo xứ, người ta cũng nghe thấy được tiếng lạ ấy ngân nga với các tín hữu. Sự hiển linh bằng tiếng lạ ngày càng xác định thêm lời của chị. Chị đã hứa bảo trợ các chị em trong cộng đoàn trước khi qua đời. Chị em hãy vui lên vì tôi sắp được về thiên đàng. Nhưng tôi vẫn ở bên các chị em, tôi không bao giờ bỏ rơi các chị em đâu. Tiếng lạ ấy được mô tả không giống bất kỳ một âm thanh nào trên thế gian. Lúc nào tiếng lạ ấy cũng ngọt ngào và hiền từ, nhưng đôi khi cũng đượm vẻ u buồn, thường được hòa với các giai điệu của thiên thần và chuyển thành những âm thanh thiên đàng thánh thoát nhất. Nhiều nhân chứng uy tín nhất cũng không thể ngờ được, trong đó có nhiều nữ tu sống đồng thời với chị Clelia, nhiều bề trên, các chị em trong dòng, các linh mục, các cộng sự giáo dân phục vụ trong bệnh viện đều chứng thực họ đã nghe được tiếng lạ ấy. Hơn nữa, các nhân chứng đã tuyên thệ trước các tòa án thẩm quyền có trách nhiệm thẩm tra điều kỳ diệu ấy trước khi giáo hội tôn phong chân phước cho chị vào ngày 2 tháng 10 năm 1968. Ngoài những hiển linh tiếng lạ ấy, chân phước Clelia còn thường xuyên hiện diện qua những tiếng gõ được các chị em nữ tu giải thích rất phong phú. Không cần phải nói, nhiều người được đặc ân nghe thấy tiếng lạ của chân phước Clelia từ thiên đàng giọng ngân ấy đã trở về với đức tin, và nhiều phép lạ đã xảy ra nhờ sự tiếp xúc với thánh tích của thánh nữ chân phước Clelia. Đức Giáo hoàng Paul VI đã tôn phong chị Clelia lên bậc chân phước ngày 2 tháng 10 năm 1968. Và 21 năm sau, Đức Giáo hoàng Gioan Paolo II đã nâng chị Clelia Barbieri lên hàng hiển thánh của giáo hội ngày 9 tháng 4 năm 1989.